sẽ có một cái cây cần chiền lên ha, chiền lúa lên các bạn. Ở trong đó thì mình nghĩ là nó sẽ có một cái hệ thống để mà nó khoan lên đây. Thì một bồn như thế là anh chứa đường tán lúa các bạn. 6 chiến nè. Đó. Trời ơi lên rồi đó. Này là phi công trẻ lấy máy bay trẻ nha các bạn, chứ không phải là phi công trẻ mà lấy máy bay mà già. Trời ơi. Như chuồn chuồn nha các bạn ơi kìa. Cái máy bay bên đây thì giờ nó giống như là cái nhà sàn ở dưới miền quê miền Tây vậy các bạn. Này mọi người xem nè. Giờ mà giống như gan nhà sàn ha, rồi hai cạnh hai đường bên hông dầm giống như là cái anten của TV Trắng Đen rồi nè. Xin chào các bạn nha, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Hoàng Thanh. Hiện tại mình đang có mặt tại Cần Thơ các bạn để mà quay cái hội thảo diện lúa lớn nhất đồng bằng sông Cửu Long cho người xem đây ha. Thì hôm nay thì có tất cả các loại máy nông nghiệp để mà phục vụ cho bà con nông dân ở bên cái ngành mà trồng rau, trồng lúa các bạn. Ở đây thì có những cái máy dầm nó rất là lạ ha, những cái máy mà mình chưa từng thấy ở trong cái cuộc đời của mình luôn. Thì hôm nay để mà quay cho người xem và cùng nhau tham khảo ha. Ở trên màn hình của mọi người đây là cái máy cắt lúa là Yamaha IH80. Cái này thì nó có là 85 mã lực ha, và cái hàm của nó là 2m1 các bạn. Thì cái con này là đến từ Nhật Bản, và cái dàn chân của nó bạn là có tự động 5 cầm, giống như là nó nâng gập á, là khi mà nó chạy bị lúng nó giống như là xe xúc lật nha các bạn. Nó chạy bánh giống như là một bên cho cái đĩa chắc á, là đất mềm đất cứng á, thì nó sẽ là tự động cân bằng cho chiếc xe của mình ha. Đó, và khi mà nó cắt lúa thì nó sẽ trên này nó sẽ có một cái bồn chứa ở trên này luôn các bạn. Thì cái bồn chứa đó là được tầm khoảng là 1 tấn lúa trên chảnh. Chừng nào mà đầy bồn thì em sẽ chạy đi vô trong bờ để mà bỏ lúa vô bao. Đây hồi nãy giờ anh bỏ cũng mấy bồ đó, bây giờ anh cắt cho đầy bồ đâu là anh vô nữa. Đây ở đây thì nói chung là hôm nay ở đây rất là đông nha các bạn. Ở bên đây thì còn những cái con máy mà dầm nó lạ lạ nữa, để chút xíu nữa thì mình sẽ quay gửi đến cho người xem. Hôm nay đến đây thì cũng có những người tham gia tham dự, giống như là bên sản phẩm á, mình thấy là có như là Hàn Quốc rồi Thái Lan rồi Đức nữa các bạn. Đây còn đây là một con giang ma nè các bạn, dầm cái mẫu mã đó. Nó tiện có một cái là cái chiếc này là nó cắt xong là nó chứa vô bồn, thì bởi vậy là những cái vùng đất mà nó có đầy lúng với thêm một cái nó là nước non như thế này nè các bạn, là cái lúa của mình nó khi mà mình cắt xong á là nó không có bị dơ hay là nó bị quá nhiều tạp chất, nó chứa thẳng như trong bồn luôn. Rồi tới chừng nữa là khi mà đầy bồn thì nó sẽ đem vô trong cái khu vực mà mình cần thiết để mà đổ lúa ra nè, để xả lúa ra nè. Cái con này chứa tầm khoảng được 1 tấn đó. Thì chiếc này thì cái hàm là 2m1, nhưng mà sẽ là có loại bự hơn là cái loại là hàm 2m3 nha các bạn. Hôm nay thì anh chỉ đem lại đây cái con 2m1 để mà trình diễn thôi. Đây mấy anh này là mình không biết là du khách hay là ở bên hội máy ha, cũng không gần cho lắm các bạn, nghĩ là đến từ Ấn Độ quá. Đây thì nãy giờ cũng có là mấy anh siêu quát vừa cao vừa khổng lồ nhóc hết trơn các bạn ơi. Rồi bây giờ thì trở lại với cái cục máy nữa đây. Trời ơi có nãy anh cao nè, siêu quát thiệt các bạn. Người máy khổng lồ ha. Thì các bạn thấy không, cái chiếc mà máy cắt lúa này đó, khi mà nó chạy cái đất lầy lúng thì mình thấy nãy giờ là nó chạy rất là tốt các bạn. Tại vì nó có cái cân bằng độ nghiêng á, thì nó giữ cho cái chiếc xe của mình rất là vững. Nó giống như là cái gimbal vậy các bạn, nó giống như là một cái gimbal chống rung vậy ha. Thì nó sẽ tự cân bằng khi mà gặp cái địa chắc hay địa hình xấu. Quá dữ dằn cái máy này. Giờ ngoài trước cái hàm nó có hai cái dầm giống như là cơ bắp vậy các bạn. Ở chút xíu nữa anh cắt xong đầu cái anh vô đổ lúa nè, như anh vô đổ lúa rồi kìa. Đây anh đã vô đổ lúa rồi, chưa đầy bồn nữa ta. Thì
để chút xíu nữa bên kia còn rất là nhiều máy bên kia ha. Để chút xíu nữa mình sẽ đi qua bên kia quay cho người xem mấy cái máy bên kia, mấy máy bên kia giờ cũng lạ lắm bạn. Mấy cái máy xả lúa với cái mấy cái máy cày á. Để mọi người coi cái hàm nó hoạt động này. Mấy cây mà lúa mà bị sập này kia nọ thì nó cắt cũng rất là tốt các bạn. Không biết là cái sản phẩm này là đã về Việt Nam bao lâu rồi, nhưng mà mình thì không có trồng lúa nên là mình cũng chưa thấy lần nào ha. Đây, anh chạy lầy lúng nè. Thì chiếc này là chạy bánh xích ha. Lầy lúa chưa ta? Chưa đầy lúa nữa. À anh cắt mấy cái mà phần còn sót lại nè. Đó, đưa cái cuộn vô chân. Mấy cái phần mà lúa sập nè các bạn. Rồi vô chắc ben đổ rồi. Thấy chưa? À trời ơi. Đây ben đổ rồi đây. Bây giờ chuẩn bị ben đổ ra đây các bạn. Đó, sẽ có một cái cây cần chiền lên ha. Chiền lúa lên các bạn. Ở trong đó thì mình nghĩ là nó sẽ có một cái hệ thống để mà nó khoan lên đây. Giờ cây cần lên rồi kìa. Như thế là anh chứa đường tán lúa các bạn. Đây, hầu như là không có dính một cái miếng sình bùn nào luôn nha. À, như hồi đó thì cắt lúa bằng tay mình cắt xong rồi bắt đầu cái mình bỏ gom này kia nọ thì nó bị ướt rồi nó bị sình các bạn. Mà những mấy cái máy mà cắt lúa mà nó chưa đầy đủ công dụng á thì cũng bỏ xuống ruộng rồi mình mới vác vô sau. Ở một bao rồi đó. Cái tốc độ chuyền lên này cũng rất là nhanh luôn. Độ chuyền lên cũng rất là nhanh nha bạn, anh sẹt chừng khoảng là 10 giây là đầy bao lúa. Một bao lúa này thì tầm khoảng là chắc mình nghĩ là ba mấy bốn mấy ký quá. Thì một tấn là tầm khoảng là hai mấy ba chục bao các bạn ơi. Sạch sẽ luôn ha. Không hề không có cọng luôn. À, không có và cái rơm trong. Cái cọng nó rồi cọng. Sạch sẽ. Cái này là lúa sạch. À, một bòm này là anh chứa được 18 bao nha các bạn. Đúng 18 bao luôn, hồi nãy là mình nói lộn. Còn lúa Nhật thì anh nói là chứa đựng tấn mốt, còn lúa ta mình thì chứa tầm khoảng là 950 ký đến 1 tấn ha. Tầm là khoảng đó các bạn. Bây giờ thì anh lấy bao lại, anh chuẩn bị anh sang những cái phần mà ở trong bồn đi qua đây ha. Đó, cho người xem cái cục máy này và cái phần mà cái hàm ở ngoài trước đây các bạn. Giờ mình rất là xịn sò. Chiếc này thì dòm cái dàn chân kiểu như là gầm thấp nhưng mà chạy mình nãy thấy là những cái phần mà ruộng đất đầy lúng thì dòm rất là tốt ha, dòm rất là đạt các bạn. Chi tiết con máy đây thì nói chung là mình cũng không gành về nông nghiệp nhiều cho lắm. Mọi người nào xem có gì đó thì góp ý giùm mình ha. Bây giờ nãy giờ chưa xả lúa nữa, ta đang đợi bao lại mà chưa sang lúa qua. Giờ thì mình đi lại khu lần này cho mọi người xem cái con máy bay giống như là Playcam vậy ha. Cái con này là có tên thương hiệu là SRG100 các bạn. Với cái bình dung tích chứa của nó hiện tại là 40 lít ha, có thể chứa được 40 lít là lớn nhất cái thị trường Việt Nam hiện tại luôn. Cái con này thì với cái tốc độ bay thì tầm khoảng là 13 mét trên giây ha. Cái tốc độ bay thì cũng nhanh nhất thị trường Việt Nam hiện tại bây giờ. Con này là bao nhiêu tiền anh? 650 triệu ha.
Cái con này là đừng nói 600 cử tôi đâu là ta không được ngàn đó. Ủa cái con này là vừa xả phân vừa xả lúa rồi vừa phun thuốc luôn ha anh? Này là 301 hả? 301. Dạ 301. Giờ nó chạy một lần là hai cục pin ha. Hai cục pin. Một cục là hai cục pin như thế này là mình chạy tầm 3 phút ha anh. Ba hai cục pin này ha, hai cục pin này mình chạy khoảng chừng cỡ 3 phút. 3 phút là mình hai pin ha. Dạ. Còn là mình thí dụ như này là mình đâu có phải thuốc phải xài mỗi một thùng cục thuốc là nó tới 40 lít. Dạ. 40 lít là mình xài xịt được 2 hecta. 2 hecta ha. Xài được 40 kg phân anh. 50 kg, 50 kg rồi cái kia là 40 lít. Cái bình này là 50 kg phân ha. 50 kg phân, còn nước là 40 lít. Dạ. Còn lúa thì cho khoảng nó keo cái khoảng cái tầng khoảng chừng 35 kg. Cái tay đầu này của nó là bằng carbon ha anh. Carbon. Carbon. Đây. Cái con này, giờ đây là đầu não nằm nó trước này các bạn. Như xạ cái này nè chú mà là một con mình xạ 10 cái giống mà xạ được không? Được, xiên dư xạ luôn. Dư. Yeah. Một công coi có thấy là một con 25 kg mà. Một công là nó 6 kg là nó xạ được. Yeah. 6 kg xạ được bình thường. 6 kg là nó xạ được. Cái con này á là cái chức năng của nó là nó có nhiều chức năng lắm nha bạn. Như là nó có thể là tưới sầu riêng mà nó định vị theo hàng luôn được, không? Được. Cái con này là nó có thể là tưới sầu riêng mà định vị theo hàng luôn. Ví dụ giống như là cái hàng sầu riêng bên đây nó sẽ chạy đường biên bên đây nè, rồi đầu cái đi qua bên kia, còn khoảng trống này là nó sẽ bỏ. Nó thông minh ngay chỗ đó đó các bạn. Rồi đây cái động cơ của nó đây, động cơ là 3 pha. Thì những cái hệ thống động cơ như thế này thì nước mưa này kia nọ khi mà hoạt động thì vẫn là bình thường các bạn, không có vấn đề gì hết ha. Và chờ khi mà trời gió nhẹ hay là gì đó thì nó vẫn hoạt động được, nhưng mà gió mạnh hay là bão gì đó thì mình hạn chế mình bay thôi. Còn đây là cái bét phun của nó nè, bét phun thuốc của nó này các bạn. Đúng rồi, cho nó chạy xuống quá sâu. Đây đi nói vô trong này cho người xem ha, ở đây thì ít gần trăm cũng nhiều lắm. Cái con bên đây là cũng ít gần 100 ha anh. B100 ha. À, nhưng mà đây cái màu nó khác ha, đây màu xanh bên kia màu đỏ. Con bên đây xả lúa, con nãy con bên kia bên đây xả phân. Giờ giống như phải lấy cam nha các bạn. Anh nào mà em nào mà ấm ấm chèo lên cổng đi được à, 40 kg là dư sức à. Máy này là mấy ai mà nhỏ nhỏ con là nắm hải càng dở lên nhõng tốt. Bay giống như là trực thăng mini vậy. Cái con này thì là 600 ngoài triệu các bạn. Đang bán tại Việt Nam ha. Rồi con này sản xuất từ Trung Quốc. Đây, còn trong chổng dài trong chổng từ đây đếm vô hàng vô chổng cũng cỡ 10 con các bạn. Giờ đang đáp trong chổng giống như là chuồn chuồn ở trong chổng nè. Chuồn chuồn sạc pin nằm trong chổng nhóc hết trơn các bạn ơi. Chổng là nguyên một cái hàng màu đỏ luôn ha. Giờ giống như là cái cột đèn đỏ, đèn xanh đèn đỏ vậy. Anh trai anh mới bay nãy giờ hết pin, giờ sạc pin này chút xíu nữa mà anh sẽ khởi động lên tiếp. Như nào anh khởi động mình sẽ cho người xem cái lúc mà anh vận hành ha. Đây giống như là một cái cổ máy chế tạo nhân tạo các bạn ơi. Nó rất là thông minh. Tại vì nó có rất là nhiều chức năng ở trong đó mà mình phải tìm hiểu hết thì mình mới hiểu hết được về nó. Thì nó có cả chức năng mà phun thuốc cho những cái hàng lối đó, giống như là nãy mình chia sẻ cho người xem nhé. 7 phút là hết cục bên. Nó xả cũng 7 phút mà hết cục bên ha. Động cơ mạnh lắm. Cái động cơ chống nước mà. Chống nước. Cái này là mình mua là mình được tặng bao nhiêu pin anh? 2 cục hay là sao? 6 cục pin á. À. Là 650 triệu là được 6 cục pin. Thêm cái máy phát điện nè. Hai cái phát điện. Hai cái máy phát điện. Ồ rồi vậy là tính ra là nó cũng quá nhiều thứ chứ. Vâng. Bây giờ cái đấy thì lít không đó. Không. Đây là cái con B40 nè các bạn. 400 ha anh. B450 cũng là hãng XEG chung với cái con B100 kia, nhưng mà con này dung tích nhỏ hơn, con này 40 các bạn. Phun thuốc xả phân cũng là 2301 giống như là cái kia. Động cơ nó nhỏ hơn, nó xài một pin. Và cái dung tích nó nhỏ hơn các bạn. Này mà anh nào mà đại gia đâu mua một chiếc về chở bạn gái đi chơi cũng được, cho đu với này các bạn. Dễ trời. Đụng vô cái cảm ứng bây giờ. Cái con này có hình như là có cảm ứng bụng, cảm ứng nhật cản không ta? Anh con này có cảm ứng nhật cản không anh? Có ra hết. À, mấy hướng anh? Cảm ứng nhật cản lắm. Trước ra trên. À,
ra. Bụng nó tới 10 gara dưới. Nó gặp trứng ngày giặt nó tự né được. Gặp trứng ngày giặt nó tự né ha. Đúng rồi. Dạ. Đây bây giờ thì là bay ảnh sẽ cùng khởi động cùng lúc 6 chiếc cái SRG B40 này lên nha các bạn. Nó để mà biểu diễn cho mọi người xem. Tổng cộng là 6 chiếc sẽ bay cùng lúc lên. Đó, một chiếc đã lên rồi kìa. Đây. Một chiếc đã lên rồi các bạn. Bây giờ là bay 6 chiếc đây. Sáu anh đứng một chùm chỗ này nè các bạn. Đó, toàn là biết công trẻ. Ý rồi bây giờ bắt đầu khởi động đây các bạn. Ôi ôi, đó lên nè, 6 chiếc nè. Đó. Trời ơi, lên rồi đó. Đây là phi công trẻ lái máy bay trẻ nha các bạn, chứ không phải là phi công trẻ mà lái máy bay bà già. Trời ơi. Như chuồn chuồn nha các bạn ơi kìa. Đây chuồn chuồn là mấy con chuồn chuồn cỏ quê mình nha, con nào con nấy phải nói là siêu to siêu khổng lồ. Đó, bây giờ thì anh sẽ là xịt thuốc để mà biểu diễn cho tất cả bà con nông dân cùng xem. Cái chiếc này là cái chiếc dòng SRG B40 ha, nó sẽ nhỏ hơn cái B100 mà hồi nãy mình quay trước đó các bạn. Đó, B100 thì đã hết pin rồi, hết pin hết năng lượng rồi. Bởi vì chưa có bay nữa ha. Quá nhiều chiếc, 2, 4, 6 chiếc các bạn. Đó. Mấy con này thì cái bộ não của nó rất là thông minh. Thì nó có thể là cảm biến vật cản và tự né vật cản này kia nọ ha. Quá êm. Đây cái lượng mà thuốc phun xuống này các bạn, nó sẽ lan tỏa ra trên cái mặt ruộng dòm nó rất là đạt ha. Hiện tại bây giờ là ảnh đang gài cái chế độ tự động nữa, sẽ là đi theo đường biên bản đồ ấy. Cái con này là sẽ bay theo hành trình ha. Đó, ví dụ giống như là nó sẽ đi thẳng qua anh bển rồi xong bắt đầu lạch luồn qua đây, đi qua đây rồi xong lạch luồn qua đây, đi qua đây, mình chỉ cần nhấn một cái nút bấm là sẽ tự động bay. Khi mà hết cái đường mà mình vẽ là nó sẽ trở về vị trí nha các bạn. Đó, chứ không phải là mình điều khiển, mình vẽ cái đường biên ở trên bản đồ rồi nó sẽ tự bay theo. Quá đông. Này là anh tưới ba nước cho cái lúa mà nó mát nha các bạn, chứ không phải là phun thuốc ha. Cái dòng máy bay cũ mà đại thành rất là nhiều các bạn. Có cái loại đằng kia là có cái loại chứ máy bay cũ đằng kia nó có hai cánh nó là tí. À chứ loại này là chứ loại ra cánh vào đây. Quá trời nhiều chiếc, không biết quay chiếc nào luôn. Ở đằng này thì có một chiếc hai cánh là dòng giống như trực thăng nè các bạn. Giờ mà anh tàu lao thì trời gì cơ. Gì có hai cánh vậy? Cái bay bị đột biến. Có hai cánh à mẹ ơi. Giống như cái đầu con ruồi nè các bạn. Trời, giống như Doraemon nha. Doraemon gắn cái cây quạt ở trên đầu vậy. Chắc là cái này là cái dòng máy bay mới quá. Để một hồi chút xíu nữa mình đi đảng mình quay cái ngoại hình của cái chiếc đó cho người xem ha. Trời, có hai cánh mà giữ đàn bàn rất là tốt các bạn. Rồi đáp rồi. Cái sức gió mạnh ghê ha. Rồi giờ đẩy vô hết nè các bạn ơi. Đó, hạ cánh tốt. Rồi, đáp hết rồi, đáp hết rồi. Để chứ mình đi lại kia mình quay cho các bạn xem cái đây. Dòng máy bay hai cánh đột biến. Đi lại đây cho mọi người xem cái con đột biến hai cánh này cho mọi người xem ha. Con này lạ dữ trời ta, hai cánh mà giữ thăng bằng đỉnh này chứ. Đây đa số là bốn cánh không nè, còn về 40 cho mọi người xem nè, ngoại hình nè. Cái giá xong hết là bao nhiêu? Hai cánh các bạn. Cái này là do kinh doanh anh. Sải cánh này, sải cánh này nó hơi dài ha. Sải cánh này nó hơi dài. Ủa cái động cơ nó bằng B100 mấy vậy anh? Bên hả? Cái động cơ đó là bằng của thằng B100 nhưng mà nó có hai cánh thôi. Bên kia ha, còn B100 cũng hai cánh mà. B100 lộn, ý em nói là hai. Hai cánh nó bay này. Cũng bằng với cái cánh của thằng B100 là bốn nhánh tay. Cũng của bằng của 100 ha. Cái này là 100 thì nó cái cánh hơn. Cái này là nó chứa bình nhiên liệu được nhiêu lít anh? 16 lít. Nó xài một cục pin ha anh. Đúng rồi, một cục.
Dạ. Cái bay tốc độ tối đa là bao nhiêu ta? Liệt tầm của nó. Dạ. Thì nếu mà ổn định thì khoảng 6 mét trên giây rồi. À, nó cũng cảm biến. Ổn định là 6 mét trên giây nó trong này nó bay chậm lắm. 78 rồi. 78 rồi. Sao bữa nay mà có lên lại. Giờ đúng lượng máy bay độc lạ hiện trên. 6 lít à, cái này là gara giật cản không ạ? Nó có hai nhánh tay à. Cái này gara. Mà giữ thằng bằng rất là tốt ha. Nó có sợ phần mình. Dạ không. Không có sợ phần. Này chỉ phun thuốc thôi anh. Phun thuốc. Dạ. Chất liệu motor này nó mặc dù nó hai cánh mà motor nó bự quá. Cái dạ. Này là có chống nước không anh? Là chống nước anh. Cái con này là nó có là kiểu như là phun theo cái định vị hàng lối của mình không? Dạ, cái động cơ. Có ha. Hồi nãy nó chung là định vị nó nóng. Dạ. Không hẳn là nó bay theo định vị các bạn. Cái này là tổng trọng lượng nó nặng cỡ nhiêu ký? Nó có hai cái động cơ nè. Hai bếp phun. Nó tổng trọng lượng nó nhiêu ký ạ? Đây bây giờ anh châm nước cho nó đây. Vì vậy là nó cũng xài chung pin với những cái dòng B40, B40 rồi B100 đúng không anh? Đúng rồi. Cái con này là V40 ha, và cái tai của nó vẫn là cái chất liệu bằng carbon các bạn. Còn cái động cơ của nó thì nó bằng với hàng V100. Chút xíu nữa anh sẽ khởi động lên cái nữa đây. Để review cái máy bay này ở bên Hàn Quốc cho người xem đây ha. Cái máy bay bên đây thì giờ nó giống như là cái nhà sàn ở dưới miền quê miền Tây vậy các bạn. Này mọi người xem nè. Giờ mà giống như gan nhà sàn ha, rồi hai cạnh hai đưa bên hông dòm giống như là cái anten của TV trắng đen rồi nè. Thì cái máy bay này nó sẽ có là cái phun thuốc và xả phân. À đây anh xài cái con servo nè. Ôi con servo 70 kg hả? Má ơi, con servo khủng khiếp chứ. Cao nhiều mỡ hơn giống như người ốm người mập vậy ha. Cái con servo này mình gắn tạo thành xà lan mô hình mình chơi hoài nè các bạn. Nhưng mà nó sợ phần của cái con này thì 6 cái cánh chuồn chuồn ha. Và anh gắn là hai cái cục pin hai bên hông. Thì cái máy bay này nếu mà bay mà nghiêng quá là bị ngã cục pin các bạn. Nó sẽ rớt pin ra ngoài. Cái cục pin nó gớt là cái máy bay nó gớt luôn. À ví dụ mà nó nghiêng 40 độ là có. Nghiêng 40 độ. Bỏ nè mọi người. Ủa mà tại sao mà anh làm từ sao lại cho người ta thấy cho nó gớt luôn. Rồi anh đấu vô. Nó nghiêng 40 độ là nó gớt. Nó gớt là cái máy bay nó gớt luôn. Rồi. Thì ví dụ nghiêng 40 độ đây các bạn thấy nè. Là nó rơi trước anh, nó rơi trước là cái máy bay mình sẽ tắt. Ví dụ ruộng mình rồi tắt rồi máy bay mình có gớt không? Gớt chứ anh, nhưng mà đồng ruộng mình đang là nước anh. Dạ. Ví dụ bị gặp sự cố á, nó rơi xuống là cái máy bay mình nó rớt nước là nó ngắt pin rồi nó sẽ không sao. Dạ. Nó không bị cháy máy bay. À dạ. Ảnh hưởng nhiều ha. Nó ví dụ như dạ, mình bị giống như là mình ngắt nguồn trước khi mà nó gặp sự cố ha. Giống như là máy của mình cái nhà nước để họ cũng tính toán rất là đau đầu. Vậy là cái này giống như là cái hệ thống an toàn ha. Thế là mình đơn giản. Đau đầu người ta hệ thống an toàn mà nó đơn giản người ta. Thì khẳng định là máy bay nào cũng phải gớt thôi các bạn. Cho hệ thống an toàn nó rất là đơn giản các bạn. Tại sao là mình gớt xuống cái là an toàn liền. Để mình bảo vệ nó cho nó khỏi rớt. Dạ khi nó sự cố nó nghiêng 45 độ nó gớt. Nó gặp sự cố mất sóng trên không rồi. Bị mất sóng hay là bị gió quá. Cố tình cho nó gớt. Ví dụ bị sự cố là cố tình cho nó gớt để nếu mà nó không gớt được á thì nó mới hư động cơ hư. Nếu mà nó đó thì ý mình mỗi lần nếu nó rớt thì ví dụ nó rớt tại sao là mình này là thiết kế là cho nó nằm một con nghiêng 45 độ thì nó vẫn nó nè. Nếu mà giữ luôn nó bị sự cố nó giữ luôn thì nó sẽ hư động cơ. Nếu mà sự cố mà nó xảy ra nó gớt xuống nó quậy banh lên trên là nó cái con nói chú là nếu mà nó bị gớt pin không mấy là cái chỗ này còn cái cùi không à. Cánh này là xài bằng cánh ví dụ như pin nó còn thì nó quên xuống đất nó đập banh hết trơn. Cánh này là cánh carbon nha bạn. Cái con này là tầm khoảng giá thành nó hiện tại giờ nhiêu anh? Nó phải có một cái điểm nhiệt của nó. Dạ, dạ. Anh ơi, nó 550 triệu ha. Cái con này là chất liệu bằng carbon nhiều lắm nha các bạn. Cả cánh và cái dàn tay. Nó không bị gì hết. Cái pin này nó không bị cháy. Dạ. Đây là cái hệ thống an toàn khi mà cái máy bay mình nó bị nghiêng là tầm khoảng là 40 độ như thế này là pin nó sẽ gớt ra. Nó để mà nó bảo quản tất cả các thiết bị motor động cơ ở trên này thì cái con này sẽ gớt xuống nhưng mà nó không ảnh hưởng đến phần điện tử ha các bạn. Tại vì nếu mà ít có ai mà phun lúa hay là xả phân mà bay mà nghiêng xéo xẹo giống như là xe lăn lách như thế này được các bạn, trừ khi là nó bị sự cố thôi. Nó bay lên nó sẽ gài vô hay là nó năng dạ. Nó năng lên tự động gài luôn. Hay con này đặc biệt là cánh liền, đặc biệt nó là cánh liền. Đây bây giờ thì anh gắn cái tháo cái bét ra, anh gắn cái đầu xả phân cho ha. Cái con này là 2 trong 1. Giờ thì anh tháo cái cần xả phân. Đây cái cục servo này cũng bốn tiền à. Xả phân cho bạn xem. Con này kéo lực kéo nó tới 70 kg luôn các bạn. Cái con này chắc mấy triệu á. Cái con servo nè, tới mấy triệu bạc. Dạ.
Rồi giờ anh chuẩn bị gắn 3 nào các bạn, coi nhà sàn 3.0 nè. Con này thì nó cộng được 90 kg nha bạn, là nó tải mạnh hơn cái con mà dòng XRG mà B100 nữa. Cái cục pin của nó là 22.000. Pin này là thứ pin dùng cho máy chế tạo mô hình cũng được nữa nè các bạn, xài cho bên động cơ 3 pha ha. Như gắn cái động cơ này mà vô chiếc gai lai mô hình của mình chạy chắc nó bay lên tới trên trời luôn các bạn. Đây. Ai muốn xài nhiều xài. À cái này là cái la la đúng không? Cái reverse. À reverse tên gì? Cái con này có cảm biến không anh? Cảm biến chống ấy đó. Cảm biến giật cản ha. À đúng rồi. La la giật cản nằm đây nè. Mấy cái anh? Dạ một cái la la giật cản, cái này là đầu cao. Dạ. Cái là một cái này nó bay tối đa là nhiêu anh? Một camera nằm xa đây. Hay sao anh? Ờ bay không bay chiều cao á. Bay chiều cao là 30m. À còn đâu xa? Là đâu xa là 3 cây số. 3 cây số. Nhưng cái đó mình bay vẫn được xa nhưng mà mình vẫn bay cái chế độ an toàn 3 cây số, nhưng mà mình muốn bay là mình bay luôn cũng được. Cái con này là sản xuất năm 2022 ha anh? Dạ đâu, cái này là cái mã số của hiệu của máy anh. À dạ, con này sản xuất hiện tại thị trường là bao lâu rồi anh? Năm 2017. Năm 2017. À giờ con này cũng đã có lâu lắm rồi nha các bạn. Tới nay là tầm khoảng là 5 năm rồi. Con dễ gì đạp nó đâu bể đâu. Bây giờ thì anh chuẩn bị khởi động bay lên đây các bạn. Thì những con máy bay này thì cái bộ điều khiển thì nó cũng tương tự và nó na ná giống như là mấy cái bộ điều khiển mà mình ấy cho gai lai á, nhưng mà bên mình thì xài 1 pha, còn bên đây xài 3 pha. Chẳng là xài servo, rồi chắc mình nghĩ là cũng có là SC, rồi động cơ. Đó, rồi anh sẽ gắn thêm những cái phần cảm biến giật cản và cam màn hình này kia nọ ha. Những cái dòng 3 pha này thì nó nuốt cái điện nó rất là mạnh. Ví dụ giống như là mà 2 cục pin ba lớn mà bay chỉ tầm khoảng là mấy phút thôi các bạn. Với thêm cái động cơ 3 pha thì nó rất là đắt tiền. Đây các bạn coi cái đoạn cái cục pin Nico nè. Nico hay cái gì mình quên mất tiêu à. Cục này là 22.000 ha. Cái cục này mà gắn do mấy cái chiếc mà tạo mô hình chạy cứ tới công chuyện chứ. Quá bự. Cái này là anh phi công à. Làm được kinh nghiệm lái máy bay lần được mấy phút anh? Giờ anh đang cài đặt từ 7 tới 10 phút anh. À, yếu với anh, có 7 đến 10 phút vậy. Phải nửa tiếng chứ. Này là anh phi công nha các bạn. 7 đến 10 phút rồi các bạn. Anh nói chung là anh nhiêu tuổi rồi? Anh em 30. 30 rồi, 30 rồi còn 7 đến 10 phút rồi em ơi. Anh chuẩn bị bay. Cái gì ra phăng luôn vậy? Rồi bây giờ cho mọi người cùng xem nhà sàn 3.0 nha. Các bạn thấy chưa? Chuẩn bị khởi động lên. Cái này là phun thuốc, xả phân rồi xả nước. Là 3 trong 1 nha, mọi người lưu ý. Đó à, thì kêu é lên nữa các bạn. É ớ rồi đó. Trời ơi, dữ lắm rồi. Trời ơi, mạnh. Đó rồi. Máy bay nông nghiệp Hàn Quốc các bạn. Cái con này thì 6 cánh tay ha. Thời gian bay là tầm khoảng 7 đến 10 phút. Và cái con này giá tiền là tầm khoảng là 500 ngoài triệu các bạn. Tiêu bên dưới các bạn. Nhà sàn 4 chân nha các bạn. Thì bất ngờ ở trên không cũng có một chiếc máy bay nữa. Đây. Máy bay là máy bay quay phim nha. Máy bay cỏ. Đó mọi người xem này. Cái con này chung là mình cũng là mới thấy luôn các bạn. Giờ cái mẫu thì cũng lạ ha. Nhưng mà sản xuất thì cách đây cũng tầm khoảng 5 năm rồi. Cái lực cổng của con này thì nó rất là mạnh các bạn. Lực cộng nó tới 90 kg và nó thêm cái thời gian bay nó cũng rất là lâu, 7 đến 10 phút cho 2 cục pin ha. Nó thì các bạn nè, thì bình thường nếu mà xả phăng hay là cái mình phun thuốc sâu thì máy bay nó luôn giữ thăng bằng như thế này chứ không bao giờ mà nó nghiêng khoảng 40 độ ha. Còn nhiều khi là gặp cái tình trạng mà tình huống này kia nọ mà này kia nọ đó thì nó bị nghiêng 40 độ thì sẽ bị gớt pin ra ngoài và nó để bảo đảm an toàn cho tất cả thiết bị trên đó. Động cơ, cánh quạt nó không có bị hư ha các bạn. Hiện tại bây giờ thì anh đang bay với độ cao là 3m1 ha. Đó, và hệ thống lập trình tự động các bạn. Đây còn bên đây có con bồ hông bay theo các bạn ơi. Đây con này con bồ hông cỏ quê mình nha. Đó, trực thăng đáp má ở đâu nó theo rồi.
quạt và thân mình của nó xài bằng sợi carbon các bạn. Ôi quá mát. Rồi cây lúa nè. Lúa cỏ nè các bạn, liệt liền hết. Đây còn anh con mùa hông thì chuẩn bị đáp xuống rồi nè các bạn. Mavic Hero bay được 8 cây. Cái con này là con Flycam ha, của hãng DJI.